Bobby chữa cay liệu có hiệu quả? Cùng em check. Check nào. Bánh rút gấu ngập tràn sữa đi. Thơm phết. Người chắc không cay đâu. Ăn cùng mình nào. Bánh rút gấu vững lắm, không cay cuốn lên. Ui trời ơi, nó tới cay quá. Bobby lẹ thôi. Bởi vì ngon thật, hết cay luôn này. 10/10.